Thằng này con này ấy, tôi nghe nói là cô tìm con biết cô hai nữa là anh trai 52 tuổi rồi ở Bình Phước. Nãy giờ không muốn giật mình, không biết cô hồi nào giờ nói tả ra là mình biết này có một vết mổ trường ngực này, chân đang bị gãy yếu, chân bị cong cong đấy. Mình nói ra hiểu nhanh cho nó nè. Ảnh biết bơi không ạ? Không biết bơi. Chú bà Trúc là ông hay lắm. Để chú bữa trước và bữa sau làm được mà thấy liền. Cái ông đó là biết ở đây là 5 người rồi đó này. Cái đến cái chỗ này là 5 người, mình quan tâm đến đâu đó. Đó là con chú biết. Nhưng mà chú còn có làm tiền cho gần Tết luôn. Hết ngày 29. Hết ngày 29 anh ấy mới nghỉ. Đúng rồi. Nhưng mà chú bà Trúc tìm là 4 năm ngày luôn. Chứ nó phải đến con. Con cơ được mang mấy. Ba bé, ba trai. Ôi trời, ba thằng con trai này là bố rồi. Nhưng mà ba con trai mình đã bỏ con. Bố rồi. Trước khi mà anh bỏ đi, anh có dấu hiệu gì không? Anh có tin nhắn anh để lại luôn. Gì hả? Thì cứ tưởng là nó đấy đùa. Nó còn gọi điện cho bà lúc 3 rưỡi, nó còn nhắn lại là sao chị? Là anh con là thế này thế nọ, xong bà còn chửi nó bảo con tính bỏ đi từ ngày hôm trước rồi. Anh kêu là anh ấy ngày hôm trước anh đi ra là anh cũng đã leo lên lan can rồi, 1 giờ đêm. Thế thì nó xong rồi anh ấy lại về nhà. Ngày hôm đó sáng 24 anh lại về nhà. Xong rồi đến tối 24 anh lên nói chuyện với em xong bình thường, anh đi xuống dưới võng nằm. Nằm xong rồi anh lại lấy xe anh đi tiếp. Nó bỏ mình thật. Đó là sao với chị? Dạ? Sao với chị anh đó? Anh làm chồng em. Gì hả? Không biết. Mà mọi khi nó nói đùa, nó cứ nói đùa, nó nói tưng tửng, ai biết được đó. Con ruột, con đầu tiên, con đầu. Vợ. Hơn 30 rồi. Ừ đấy. Thì cũng còn hy vọng những cái ảnh của cái làm nó là như thế nào. Về ngoài này chơi chứ không nhưng mà chú là khi anh ấy đi, khi anh ấy đi là không có giấy tờ, không có điện thoại, không có tiền bạc luôn. Có tiền thì nó lấy gì đâu. Không có giấy tờ, không có căn cước cái đó thì là rồi nhất. Thì đấy. Tại ngày hôm trước anh ấy bỏ nhà đi là đã bị móc mất cái ví rồi. Móc mất ví là mất tiền với lại mất nó về nó lại còn kể mấy bác xong bác lại bảo nó rằng ôi chú thì mai con đi con làm lại đi thế sao nó không lấy điện thoại của con nó bảo mẹ ơi không phải anh Toàn tới luôn nhá đó là con để đằng trước con ngồi đằng sau con uống cà phê con buồn ngủ quá cái thằng xì ke nó đấy. Chị có liên hệ với ngoài quê chưa? Không, quê đây gì vào đây thấy cháu vậy thì là vào đây liên hệ hết với bạn bè anh ấy không có ai hết á. Đó là em ruột của bác này. Ai nào quê đúng quê Bắc Ninh thì chắc có thể là đi đâu rồi nghỉ xong rồi họ là không có nhà thì chạy rồi. Chạy đâu 21 ngày rồi, vừa đúng 3 tuần thất rồi đấy mà không thấy con nóng ruột. Dạ, vậy là chắc anh đi đâu rồi. Đi tiền đâu mà ăn? Thì anh đi nghe. Đi rồi làm luôn. Ở đâu cũng được. Không, anh không làm hồ được. Anh yếu lắm. Dạ. Anh yếu lắm, chân anh ấy thì gãy, hắn còn bất đinh vít ở đây. Dạ. Anh ấy bị tiểu đường thì anh lại vừa mới mổ cái áp xe ở giữa ngực cái luôn. Mà trước khi đi thì anh ấy lại mấy trước khi đó mấy ngày là bình thường buổi chiều anh đón con. Nhưng mà mấy bữa đó là anh kêu mệt, anh không có đi đón con nữa. Nó có làm ai, nó đi làm lãnh đạo, nó đi học từ nhỏ. Bố mẹ đương nó chứng hứng như hứng hoa. Rồi nó lớn lên, nó có công ty, nó chỉ đạo công nhân, nó có phải làm cái gì đâu. Yeah. Công ty là công ty riêng của nhà, chứ đâu có phải đi làm thuê, làm mướn. Nó là sức khỏe, rồi đấy là đi quán. Mà nó đâu có, nó mà làm mướn được cho ai. Cơm nó làm mướn rồi nó lại phòng tẹt với người ta, nó có làm được đâu. Cho sức khỏe. Không sợ ảnh sợ là nghĩ lẩm cẩm nó quẩn ôi giời ơi nghĩ lẩm quẩn trong một giây phút nào đó thì là là sức khỏe. Chị nghĩ được mấy người con chị? Ba đứa con hả? Ba thằng con trai đang học trường quốc tế. Chiều nào cũng sáng nào cũng đưa ô tô con đi học, chiều đưa ô tô đón con về. Hả? Ảnh là công ty riêng đúng không ạ? Ừ.
gia đình điều kiện đầy đủ luôn mà. Thế thì bây giờ mới nó đòi đi làm chung và nó đòi ngoài Tết này cho nó làm với bạn nó, chứ nó ở nhà nó buồn lắm, để con muốn làm cái nọ kia nhưng mà thấy nó yếu quá không có cho làm gì hết. Có mày ở nhà mày đưa con đi học rồi tiền đó mày cứ thế mày ăn, mày có thiếu cái gì đâu mà mày điên mày đi làm, mà sức mày yếu làm sao mày quản lý được người ta nữa. Mà mày đi làm bây giờ đã dẹp công ty thì cứ ngồi ở nhà lấy tiền thuê để ăn nuôi con, làm cái gì nữa mà làm. Tuyệt đối không cho nó làm, mà nó cứ đòi đi làm rồi nó đòi mượn tiền bắt con vợ nó ký, tại vì tài sản tao cho hết rồi, con vợ nó không ký, thế là nó đùng. Hả? Có được ba đứa con luôn mà đó. Ừ, ba đứa con trai. Còn con lớn không con? À không, chồng cái tới thằng lớn 14 tuổi. Thằng út học rồi. Thế là đây là nhà có điều kiện chưa? Như bà nói đây là việc này, gia đình có điều kiện nhưng mà do sức khỏe. Cái bí quan con nhiều khi nghỉ rồi nhưng nghỉ quẩn. Đấy. Nó làm những phút chạy rồi. Nó thích đi làm thì lại không quản lý được, mà nó làm bao nhiêu nó cho người ta hết. Từ khi mà bác nuôi nó trưởng thành, nó đi làm á, nó đi học ở đâu á, khi nó về nhà nó chỉ mang cái người bộ quần áo đó thôi, lúc thanh niên còn đang cho hết xe đạp vali các thứ cho hết. Hồi nó học ở Sài Gòn, bác ở Quy Nhơn, thấy trời bão nó về, nó xem bố mẹ bão thế nhà mình có ảnh hưởng anh ơi không? Đi sâu vào đi, nó về xong mình hỏi nó bảo thế con đi về có người vậy đồ đạc của con đâu, đồ con cho hết. Thế xong rồi, anh cũng có tâm thiện đó, nó rất là thiện. Thế xong rồi á, là xong rồi đến lúc nó đi thì lại sắm cái khác nó đi, và con cho hết rồi con không với. Còn nó làm công ty nghe con, nó làm công ty á, nó cũng ngủ với công nhân nó nọ kia như bao nhiêu tiền bạc ấy thì nó cho nó, không có mà hay làm việc thiện. Cũng biết chia sẻ hoàn cảnh khổ. Ba được mấy người con trai? Hai người con trai hả? Hai, một thằng đi giờ ở Canada, một cô con gái giờ ở Mỹ. Còn mình nó biết là mình già, mình ở nhà mà nó chơi vậy. Có một mình nó hả? Tao ở Thủ Đức, ở Gò Vấp đây này. Đúng rồi, nói là ở Gò Vấp. Chúng mày ở đây có cái gì thì báo cho bà. Dạ. Có điện thoại không? Dạ, cháu có. Thế thì bay ghi số điện thoại tao, có cái gì báo. Ghi số điện thoại của anh à? Vâng. Người là làm suốt là quan trọng. Những người đi suốt, còn là bên của bên nhóm chú Bạch Trúc. À thế hả? Số điện thoại đi. Mày ghi đây, nó sai mày. Đâu, cô đọc số lên á, tức là cô đọc số lên. Số lớn cho chẳng ghi á con. 0938. Số điện thoại em bấm rồi. Cô ổn. Cô ổn. Đấy, thế là bay cứ gọi thế là tao nghe tiếng hết. Nhưng mà có thông tin là gọi cho cô ha. Ừ, dạ. Có thông tin gọi cho cô mới. Ôi giời ơi, nếu mà tìm được nó là phúc nhà. Cháu. Thế thì mày à, thế để tao về tao ghi cái số của mày vào. Vâng. Có mày lưu tiền tên ở đây của tao. Cháu iPhone cho cháu chém vậy. Thế hả? Con dâu cô mà. Đấy. Thế thì thằng này, con này ấy. Con nghe nói là cô tìm con, không biết là anh trai 52 tuổi thì rồi ở cô Bình Phước. Nãy giờ con muốn giật mình. Không, chứ cô hồi nào giờ nói tả ra là mình biết này. Có một vết mổ cho ngực này. Chân đang bị gãy yếu. Chân bị cong cong. Đấy. Xe. Mình nói ra hiểu nhanh cho nó nè. Nó gầy lắm. Là vợ gầy của anh là còn rất trẻ, còn khoảng chừng 30 tới 32 tuổi à. Nếu mà có thông tin thì báo cho cô biết qua số điện thoại đó nha. Mẹ là 76 tuổi. Trời tuổi rồi, khoảng 40-50. 40 mấy? Đúng không cô? Hả? Cậu tuổi khoảng 40-50. Nó chính thức là năm nay 51 rồi đấy. Tuổi mụ là 51. Năm nay 51 rồi đấy. Năm nay á, là sang năm nay là nó 51, tuổi mụ 52. Hay là ảnh đi dạng như giống đi phọt quá, không có nghe cầu mà đi giống như đi lang bang ngoài đường. Thì đấy các cháu cho nên cũng khó, tại vì có hình ảnh mình mới dễ. Nhưng mà người ốm à con? Người gầy, cao 1m72-73 mà. 60kg. Anh cao 1m71 à? Đấy. Cũng cao á. Cao có em đó, em cũng 1m7 á. Ốm gầy.
gia đình mình nó đăng lên hội nhóm trên Facebook có tìm người thân có đúng thể rồi. Ta chia sẻ những cái hình ảnh chắc đó đăng, chắc dân đăng mình đường ấy, mình thấy đó, mình có thể liên lạc nó dán tờ rơi khỏi thế nhà điều kiện đi này mất cả gần hơn hai cô có cái hình không nói xong sao nữa. Cô có cái hình không dán cả tờ rơi hiện giờ có cái hình không để mấy anh em cái hình đâu rồi anh lấy hình đi anh nữa chia sẻ đây hình đây đây hình của nó đây tiên nhân nhà nó đây để lấy điện thoại cho nhà nó đâu rồi để tôi mở ra đây này chúng mày xem mà có cái gì mày thấy nó ở đâu mày kiếm họ bác cho con ấy kêu quay cái hình vô để tao bấm vợ nó ấy cho tao đây này hôm tao cũng lấy hình để tao đăng lên báo mà người ta không ấy à để tao mở cái nào đây hình ở chỗ nào để quên mẹ để biết đâu anh đấy cho à, cái hình em chở cái này cho cái hình đây nè tôi nhớ đúng rồi gầy mặt đen nó trắng nhưng mà nó đi đâu bên cái đầu nó là cái thằng nó trắng non rồi đúng cái này không phải. Alo. Không, đi đường mới đang ấy thì mà chúng mày đến đâu rồi? Bây ra mới xem. Vậy quý vị đã thấy nè. Hai tay rồi quý vị. Hai tay là phần lên luôn quý vị. Đùi bác ơi, kia quần đùi mặc quần kẻ mà có hai kẻ xanh mà nó thì nó không mặc quần đùi, nó mặc quần lót như vậy thôi. Thằng ấy thì nó không mặc quần đùi ấy. Còn cô chắc đi đâu? Không biết đi đâu. Cho này không phải. Alo. Thôi thôi thôi, đi đường mới đang ấy thì mà chúng mày đến đâu rồi? Bây ra mới xem. Về. Nhưng mà không phải có một đụ rượu mất cả mấy tháng rồi à, tháng gì tới gì tới gì anh làm cả tháng rồi đúng.
tháng 12 tháng chạp. Cột cái lưng đó, là xong luôn á. Cái này á, người ta phải coi thử có vật là giống như tác động vật lý hay không. Ừ, có tác động vật lý này thì rất nhiên là cũng là phải chặt ở một cái đời lãi. Tử thi xong rồi mới là quả tác, nếu mà không thì phát hiện thêm tử thi rồi mình ra kết quả xem là coi thấy là có vấn đề nào mà đại ở dưới sông đúng không? Không có cái tình tiết gì không? Xong rồi mới đem không có thằng tác giả sẽ đem vô thiêu quỳnh quà. Tại vì cái này á, người ta phải coi thử có vật là giống như tác động vật lý hay không? Ừ, có tác động vật lý gì không? Tại vì cái thanh niên mà cũng là ở trần ở một cái đầu lãng.